Hello, xin chào toàn là với nhau shop công nghệ ngay là 1.0 hotline 0886992315. Hôm nay làm ra clip này để giới thiệu cho mọi người về cái mẫu sản phẩm camera ngụy trang trước quạt treo tường hàng chính hãng Senco nhé. Thì đây là cái quạt Senco được đơn vị nhà mình là độ chế camera vào đây các bạn nhé, nó rất là kín đáo luôn. Chúc bạn khi mà bạn là gắn trên tường thì mắt camera sẽ chĩa thẳng xuống và góc quay của nó là sẽ là 160 độ nhé. Đó, và chức năng của chiếc camera ngụy trang trước quạt trong tường này là có thể xem được trực tiếp vào trên điện thoại với chất lượng ảnh là full 4K sắc nét. Thì đơn vị nhà mình là cũng nhận độ chế camera vào trong những cái đồ vật đồ dùng ở trong gia đình của các bạn để giúp bạn có thể là giám sát nhà cửa xem có trộm cắp ở nhà hay không, cũng như các bạn muốn giám sát xem con cái các bạn xem là đang học hành như nào, cũng như khi mà các bạn muốn giám sát ở trong phòng trọ xem là có những người xung quanh mình có ăn trộm đồ đạc của mình hay không, thì các bạn có thể là tham khảo cái mẫu sản phẩm camera ngụy trang chiếc quạt treo tường này bạn nhé. Đó, chức năng của quạt treo tường này thì như vừa rồi mình đã nói rồi, và chiếc quạt treo tường này thì các bạn vẫn có thể quạt mát được như bình thường nhé, và camera sẽ là quay hình 24:24. Đó, thì đơn vị nhà mình là cũng nhận độ chế camera vào trong những cái đồ vật đồ dùng ở trong gia đình của các bạn để tiện cái việc theo dõi của nhà các bạn ấy, thì các bạn muốn độ chế vào đồ vật gì thì đơn vị nhà mình sẽ đều độ chế theo cầu bạn hết nhé. Đó, và các bạn chỉ cần nêu ý tưởng thôi thì đơn vị nhà mình sẽ mua đồ và chế theo cầu bạn hết luôn. Đó, thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu sản phẩm camera ngụy trang chiếc quạt treo tường này, cũng có nhu cầu là cần độ chế camera, thì các bạn có thể là liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline cho mình đây. Và các bạn đăng ký kênh Binh Đăng Phát để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc. Và đặc biệt hơn là khi mà các bạn đăng ký kênh Binh Đăng Phát thì các bạn sẽ được tặng kèm theo một chiếc thẻ nhớ chính hãng là 32GB. Đơn vị nhà mình sẽ cài sẵn vào trong camera cho mọi người. Và các bạn chỉ cần tải ứng dụng vào điện thoại do bạn kết nối với camera rồi sử dụng thôi. Thì để sử dụng một chiếc camera ngụy trang chiếc quạt treo tường này thì các bạn cần phải cắm trực tiếp vào nguồn điện mới dùng được nhé. Mẫu này sẽ không có pin bên trong. Đó, thì sau đây mình sẽ cắm trực tiếp nguồn điện vào và sau đó sẽ hướng dẫn cho mọi người cách kết nối điện thoại nhé. Đây, mình sẽ cắm trực tiếp nguồn điện vào nhé. Đây, mắt camera thì mình độ mặt đằng trước này nên mình sẽ quay qua đằng trước. Đang cắm nguồn điện vào. Đó, thì khi mà các bạn cắm vào như này thì camera sẽ là quay hình 24:24 cho các bạn nhé. Đó, và tiếp theo thì để sử dụng một chiếc camera ngụy trang chiếc quạt treo tường này thì bạn sẽ cần tải cho mình một ứng dụng vào điện thoại là ứng dụng Lockcam nhé. Thì bạn nào đang sử dụng điện thoại là iPhone thì các bạn sẽ vào cửa hàng App Store này tải. Các bạn nào sử dụng điện thoại là Samsung, Oppo và Vivo thì các bạn sẽ vào cửa hàng Safari để tải nhé. Thì ở trong cái điện thoại này của mình đã tải sẵn ứng dụng là Lockcam về điện thoại rồi. Và tiếp theo thì các bạn chỉ cần chọn vào mục là cài đặt của điện thoại này. Sau đó tiếp theo thì các bạn nên chọn vào mục là Wi-Fi. Thì cái camera ngụy trang chiếc quạt treo tường Senco này sẽ tìm cho các bạn những wifi xung quanh. Nó sẽ phát cho các bạn một cái mã wifi là có chữ F hoặc là có chữ G đằng trước. Một vài số và một vài chữ là không có mật khẩu thì bạn sẽ kết nối wifi đó vào. Đang bạn đợi một chút này, bạn đã kết nối xong thì nó sẽ dấu tích cho mình nha. Rồi, bạn đợi một chút này. Kết nối xong thì các bạn sẽ thoát ra ngoài. Và tiếp theo là bạn sẽ vào trong cái ứng dụng là Lockcam các bạn mới tải về. Các bạn chọn vào mục là cancel cho mình nhé. Thì khi mà các bạn chọn vào mục là cancel ra, mình cho mình sẽ hiện chữ là Reveal Online màu xanh như này. Thì để xem được thì các bạn sẽ kích vào chữ Online màu xanh. Sau đó tiếp theo là bạn ấy chọn vào mục là cancel để xem nhé. Đây. Đó, đây là quạt mình đang để ngang nhé. Nếu mà đúng chiều nhất thì bạn sẽ treo lên tường nó sẽ như này. Đó, nó sẽ là đúng chiều xem như này các bạn nhé. Còn đây là mình đang làm video test cho các bạn nên là mình mắt cam mình sẽ để nó hơi chiều ngang như này, hơi bị ngược các bạn nhé. Đó, tiếp theo thì bây các bạn muốn bật tiếng để nghe thu âm xung quanh thì các bạn hãy chọn mình cái loa này. Alo lô. Alo lô. Đó, cái tiếng báo âm lại như vậy là khi mà camera và điện thoại của mình đang ở gần nhau nên là nó sẽ bị xung đột âm thanh nhé. Còn khi mà các bạn đã ở xa kết nối xem trực tiếp từ xa rồi thì cái tiếng báo âm như vậy nó sẽ mất đi. Đó, bạn nào muốn chụp ảnh màn hình thì các bạn hãy chọn vào hình máy chụp ảnh đây, sẽ là chụp ảnh màn hình nha. Đây. Cũng như bạn nào muốn lưu lại video thì các bạn hãy chọn vào bên cạnh của máy chụp ảnh đây, sẽ là chế độ lưu lại video nhé. 2 giây, 3 giây, 4 giây. Đó, các bạn muốn lưu lại đoạn video nào thì các bạn chỉ cần bấm là đó thôi. Sẽ tự động lưu lại video vào trong cái ứng dụng là Lockcam.
Tiếp theo thì hai tam giác này sẽ là giúp bạn thể là đảo chiều nhánh sang trái sang phải này, cũng như đảo chiều lên trên xuống dưới này. Đó, khi cam các bạn quay ở một nơi mà nó bị ngược chiều nhánh thì các bạn sẽ dùng chức năng là đảo chiều. Còn khi mà nhánh bạn quay đã thuận chiều như này rồi thì các bạn cứ để nguyên như vậy thôi. Đó, và tiếp theo thì chế độ ánh mặt trời đây sẽ là giúp bạn thể là chỉnh ánh sáng của nhánh nhé. Các bạn thể là cho chế độ ánh sáng của nhánh nó cao lên này, hoặc là các bạn thể là giảm chế độ ánh sáng đi, cho ánh sáng thấp đi. Đó, đây mình sẽ để chế độ ở giữa cân bằng nhé. Đó, tiếp theo thì chế độ hình quả cầu đây sẽ là giúp bạn thể là chỉnh màu của nhánh nhé. Các bạn thể là cho màu nhánh nó đậm lên này, hoặc là các bạn thể là giảm màu nhánh đi, cho màu nhánh nó nhạt đi. Đó, đây mình sẽ để chế độ ở giữa cân bằng nhé. Tiếp theo thì chế độ hình mặt trăng này sẽ là chế độ ban đêm nhé. Thì khi mà các bạn kích hoạt cái chế độ ban đêm này lên thì ảnh sẽ trở về đen trắng, và phạm vi mà các bạn quan được ban đêm là được khoảng 10 mét ban đêm nhé. Đó, được rất là xa. Đó, để mình di chuyển mắt camera cho bạn xem. Đó, chất lượng ảnh rất là ok bạn nhé. Đó, ban đêm này ảnh đen trắng luôn, nó không có màu đâu. Đó, và khi mà các bạn qua ban đêm thì mắt camera sẽ không bắt ra bất kỳ một ánh sáng nhất nhé, nên là khi mà các bạn quay buổi tối được yên tâm. Đó, và bây giờ các bạn muốn tắt cho ban đêm đi thì bạn chỉ cần kích một lần nữa thôi là tự động hình ảnh sẽ trở về ban ngay và sẽ có màu như bình thường. Đó, và tiếp theo thì chế độ 1080 này sẽ là giúp bạn có thể là chọn cái độ phân giải của nhánh ở đây. Thì độ phân giải của nhánh tối đa sẽ là 4K nhé. Đó, thì khi mà bạn chọn độ phân giải 4K thì chất lượng nhánh rất ok này. Đó, đây, cam di chuyển từ đâu này, nhánh từ từ đó này. Đó, nó sẽ không bị chậm cũng như là không bị giật hết bạn nhé. Đó. Đó, thì bây giờ mình đã test cho mọi người cũng như là hướng dẫn cho mọi người cách kết nối điện thoại của chiếc camera ngụy trang trước quạt treo tường. Tiếp theo này mình sẽ vào một cái đặc chung ở trong cái ứng dụng là lắp cam và sẽ hướng dẫn cho mọi người một số cái đặt cơ bản ở trong cái ứng dụng này. Các bạn hãy chọn vào mục là cài đặt này. Sau đó tiếp theo là các bạn hãy chọn vào mục là device setting nhé. Đó, thì mục modify device password này sẽ là giúp bạn tài là đổi mật khẩu của cam nhé. Thì mật khẩu mặc định của cam thì bạn sẽ nhập vào mục là old password ở đây. Sẽ là 123456 này. Nó lưu mật khẩu là bạn sẽ nhập cái mật khẩu mới vào. Đó, sau đó confirm là các bạn sẽ nhập lại cái mật khẩu mới đó. Nếu bạn kích ok là sẽ đổi mật khẩu của cam nhé. Tiếp theo sẽ là mục SDK setting này, sẽ là mục chúng bạn có thể là kích hoạt cái chế độ là tự động lưu video vào trong thẻ nhớ. Thì ở đây nó sẽ có mục là auto record này. Mục auto record này là mục hình 24x24 nhé. Là chỉ cần chiếc camera ngụy trang trước quạt treo tường này các bạn bật các bạn cắm bằng nguồn điện thôi là camera sẽ tự động lưu video vào trong hình ảnh vào trong thẻ nhớ cho các bạn nhé. Đó, alarm record sẽ là một hình khi có chuyển động, là chỉ cần có người di chuyển có mắt cam thì cam sẽ tự động lưu video vào trong thẻ nhớ cho các bạn nhé. Mục video duration là các bạn hãy chọn cái độ dài của từng file video mà các bạn muốn lưu vào. Ví dụ như khi mà mình chọn là 10 phút đi thì các bạn giờ đủ 10 phút thì cam sẽ tự động lưu một đoạn video 10 phút vào trong thẻ nhớ cho các bạn nhé. Nếu mà khi mà các bạn chọn là 3 phút, 5 phút, 30 phút thì cũng tương tự như vậy thôi. Camera sẽ tự động lưu video gần đó phút vào trong thẻ nhớ cho các bạn. Đó, mục total đây sẽ hiện cái dung lượng bộ nhớ của cam này. Thì bây giờ mình đã gắn chiếc thẻ nhớ là 32GB vào bên trong. Thì ở đây sẽ hiện cái dung lượng bộ nhớ là 30465MB. Free space sẽ là dung lượng còn thừa bộ nhớ của cam khi mà các bạn lưu video vào, còn thừa bao nhiêu thì sẽ hiện bên dưới này nhá. Đó, format đây sẽ là giúp bạn có thể là xóa tất cả những dữ liệu đi để thẻ nhớ thành một thẻ nhớ trống. Thì các bạn đồng ý xóa thì các bạn chọn vào mục là ok, mà các bạn không đồng ý xóa thì các bạn chọn vào mục là cancel mình nhá. Đó, tiếp theo sẽ là mục wifi setting này. Thì trong một wifi setting này thì cái camera ngụy trang trước quạt treo tường này nó sẽ tìm ra cho các bạn những wifi xung quanh để kết nối xem từ xa. Thì các bạn đang gắn chiếc camera ngụy trang quạt treo tường này ở đâu thì camera sẽ tìm ra những wifi xung quanh ở đó. Và tiếp theo là bạn chỉ cần nhập cái mật khẩu wifi mà các bạn biết mật khẩu vào thôi. Nếu bạn kích ok là điện thoại của các bạn đi đâu chỉ cần có wifi 3G, 4G là có thể kết nối xem trực tiếp từ xa được hết. Thì giờ mình đã giới thiệu cũng như là hướng dẫn cho mọi người về cách sử dụng chi tiết của chiếc camera ngụy trang trước quạt treo tường. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu sản phẩm camera ngụy trang này thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline 0886992345. Các bạn Zalo, Facebook, số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn và hỗ trợ miễn phí được bạn. Video này mình xin kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt mọi người ở những video clip sau.